rồi. Xong mấy ta? Ủa, xe bị gì hả em? Xe em bị bể bánh anh, giờ không biết làm sao hết. À, bể bánh hả? Anh có cái T8 Pro nè, để anh bơm lốp xe cho. Nhưng mà em đang gấp lắm luôn, anh có kịp không vậy? Kịp, 80 giây là bơm xong cái lốp xe rồi. Thiệt anh? Ừ, thiệt, để anh bơm lốp cho. Bơm mini T8 Pro 2-in-1 là dòng bơm điện tử cao cấp nhất trong các dòng bơm lốp ô tô của Steelmate hiện nay. T8 Pro có áp suất bơm hơi tối đa 120 PSI, giúp tốc độ bơm cực nhanh, chỉ 80 giây cho một lốp xe. Với dung lượng pin 8800mAh, bạn có thể thoải mái bơm 18 lốp xe cho với một lần sạc. Nhỏ gọn, tiện lợi với trọng lượng chỉ hơn 600g, dễ dàng cho bạn mang đi. Bơm mini T8 Pro, bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.